Nhà Trắng sẽ ra sao nếu ông Trump quay trở lại nắm quyền vào năm 2024? Nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông sẽ không giống với nhiệm kỳ đầu tiên. Ngày 15 tháng 11, ông Donald Trump đã chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ sau khi nộp hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử Liên bang. Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu ngay bây giờ để làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại. Tối nay, tôi tuyên bố ứng cử Tổng thống Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump nói với hàng trăm người ủng hộ tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago. Phản ứng trước tuyên bố tái tranh cử của ông Trump, Tổng thống Joe Biden nói rằng cựu lãnh đạo đã khiến nước Mỹ thất vọng khi còn đương nhiệm. Tổng thống Biden vẫn chưa thông báo liệu ông có tái tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2 năm tới hay không, song ông cho biết ông có ý định tái tranh cử nhưng sẽ chỉ công bố quyết định chính thức vào đầu năm sau. Cơ hội cho ông Trump trong cuộc chạy đua trở lại Nhà Trắng. Sẽ còn một chặng đường dài phía trước khi ông Trump chính thức được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử vào mùa hè năm 2024, với các cuộc tranh cử cấp tiểu bang đầu tiên còn hơn một năm nữa mới diễn ra. Tuyên bố tranh cử sớm của ông Trump được cho là nhằm ngăn chặn một số ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa tranh cử, bao gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Nhiều chuyên gia chính trị từng cho rằng cựu Tổng thống Trump sẽ rời bỏ chính trường sau vụ tấn công vào Capitol Hill vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, ông Trump có thể bị cấm giữ chức vụ trong chính quyền Mỹ nếu bị kết án trong một phiên tòa luận tội của Thượng viện. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đã bỏ phiếu tuyên bố trắng án cho ông Trump trong phiên tòa luận tội hồi tháng 2 năm 2021, nghĩa là ông có thể tranh cử. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy khoảng 50% cử tri Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024. Theo trang web phân tích thăm dò 538, mặc dù còn quá sớm để dự đoán cơ hội đi hết chặng đường trong cuộc bầu cử năm 2024 của ông Trump, nhưng cựu Tổng thống hiện được coi là ứng cử viên sáng giá để một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump vẫn được yêu mến và có ảnh hưởng đối với các cử tri Đảng Cộng Hòa. Theo khảo sát của công ty phân tích dữ liệu và thăm dò dư luận trực tuyến Civis, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, 80% cử tri Đảng Cộng Hòa được hỏi ủng hộ ông Trump và 11% không ủng hộ ông. Các cử tri Đảng Cộng Hòa cũng thể hiện lòng trung thành với ông Trump hoặc ít nhất là tầm nhìn của ông đối với đảng khi ủng hộ 82% ứng cử viên không đương nhiên mà cựu Tổng thống hậu thuẫn trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Trump cũng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở những bang bầu cử sơ bộ sớm. Một cuộc thăm dò ở bang Iowa do một nhóm ủng hộ ông DeSantis thực hiện vào mùa hè cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 38% so với chỉ 17% của thống đốc bang Florida. Vào tháng 8, một cuộc thăm dò ở New Hampshire cho Đại học St. Island College thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 50% và con số này ở DeSantis là 29%. Gần đây nhất, cuộc thăm dò vào cuối tháng 10 ở bang Nevada chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump và ông DeSantis lần lượt là 41% và 34%. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, vì vậy những con số trên có thể thay đổi. Tuy nhiên, 538 cho rằng các cuộc thăm dò sơ bộ trên toàn quốc trong đầu năm trước cuộc bầu cử có khả năng dự báo khá chính xác. Phân tích dữ liệu từ năm 1972 đến năm 2016 cho thấy những ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ở mức 40-50% trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc có thể giành được 75% cơ hội để được đề cử làm ứng viên của đảng. Trong khi đó, ông Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích về sự thể hiện đáng thất vọng của các ứng viên cùng Đảng Cộng Hòa được ông hậu thuẫn. Một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa đã đổ lỗi một phần do ông khiến đảng này không giành được quyền kiểm soát Thượng viện và không tạo được làn sóng đỏ để nhanh chóng giành được Hạ viện. Nếu có nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ ra sao? Nếu ông Trump lọt vào cuộc tổng tuyển cử, câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống có cơ hội chiến thắng hay không? Vox nhận định rằng nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào 2 năm tới, nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông sẽ không giống như nhiệm kỳ đầu tiên. Thương mại, nhập cư, tội phạm là những vấn đề quen thuộc trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump và đây là những chủ đề cựu Tổng thống có thể sẽ sử dụng để tìm khả năng đại diện Đảng Cộng Hòa tham gia cuộc đua vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024. 2 năm trước, khi tôi rời nhiệm sở, Mỹ đã sẵn sàng cho thời kỳ hoàng kim của mình, ông Trump nói, liệt kê những thành tựu bao gồm xử lý đại dịch COVID-19. Cựu Tổng thống Mỹ đã cam kết sẽ đoàn kết đất nước, chúng ta sẽ đưa mọi người sát lại gần nhau, ông nói. Theo Vox, nếu trở lại Nhà Trắng vào năm 2024, ông Trump có thể thành lập một chính phủ rất khác so với nhiệm kỳ đầu tiên.
Vào năm 2016, khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump phải dựa vào nhiều người ưu tú, truyền thống của Đảng Cộng Hòa để làm nhân sự cho chính quyền mới. Nếu có nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ xác định được nhân sự trung thành và đáng tin cậy, những người sẽ làm việc để thực hiện chương trình nghị sự của ông. Những người thân cận với ông Trump được cho là đang xem xét các đề xuất sa thải hàng chục nghìn công chức trong các chính phủ liên bang, thay thế những người trung thành. Chúng tôi sẽ khôi phục chính phủ của người dân, ông Trump nói trong bài phát biểu tranh cử. Thưa quý vị, trả lời kiến nghị của cử tri về tiến độ cải tạo chung cư cũ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã ban hành đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án xác định 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó thành phố sẽ ban hành 3 kế hoạch để thực hiện cải tạo xây dựng lại chung cư trong giai đoạn từ 2021 đến 2025 và những năm tiếp theo. Kế hoạch thứ nhất là kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, khảo sát, kiểm định các chung cư cũ. Thứ hai, kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng chung cư cũ, đề án quy gom tái định cư chung cư cũ. Thứ ba, kế hoạch cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ. Các kế hoạch dự kiến chia 4 giai đoạn, trong đó đợt thứ nhất lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021 đến 2025, gồm 6 khu có tính khả thi là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam và Nghĩa Tân, cùng với 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D, Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. Đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai, rà soát bổ sung đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D có phát sinh trong quá trình kiểm định, còn lại trên địa bàn. Xem xét triển khai đề án dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đối với chung cư cũ đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết, dự kiến xong trong quý 4 năm 2022 thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong quý 1 năm 2023, dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2023. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 11,5 km kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp. Đường gom song hành được đầu tư dọc hai bên tuyến với quy mô bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m. Phương án này đã được Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất. Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Theo tính toán, tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 2.150 tỷ đồng. Dự kiến dự án khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025. Đây là đoạn tuyến theo thiết kế ban đầu thuộc dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng và không thống nhất được phương án thiết kế giữa Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Đà Nẵng nên dự án đã bị chậm lại 5 năm.